Theo phản ánh của người dân địa phương, tại tuyến đường dọc theo thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng và đường Lê Lợi thuộc thị trấn Ái Tử, hàng ngày có từ hàng chục đến hàng trăm lượt xe chở đất cát lưu thông qua lại cả ban ngày lẫn ban đêm. Các xe vận tải chở đất cát mặc dù được che chắn nhưng tình trạng vương vãi đất cát và gây nên bụi bẩn thường xuyên xảy ra, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của rất nhiều hộ dân ở ven đường, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán. Tình trạng trên đã diễn ra từ nhiều tháng nay và người dân ở địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các ngành chức năng có liên quan. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết hiệu quả, khiến cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng gặp khó khăn do thực trạng ô nhiễm môi trường gây ra.